Hôm nay mình bơi buổi tối để luyện cái khả năng chịu đựng lạnh cho mấy em một chút, vậy mới là người cá chuyên nghiệp ha. Các em sẽ bơi hai vòng động tác căn bản thứ nhất cùng nhau để tường kiểm tra và chấm điểm. Tiếp theo đó các em sẽ lặn cũng hai vòng luôn ha. Rồi xong mình sẽ lội hai vòng là kết thúc. Tường đếm 1, 2, 3 là bắt đầu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Tôi muốn nhắc nhở luôn tất cả các bạn người cá bơi căn bản, đừng có co đầu gối, sẽ rất tốn sức. Khi lắc đuôi xong, đếm 1, 2, 3 rồi lượn sống lưng, trường ngực ngẩng mặt khỏi mặt nước, hít hơi vào. Nhớ là hít hơi vào thật sâu ở trong bụng, thở hơi ra ít thôi. Mấy ngón tay bơi phải khép sát lại. Tôi nói các bạn bơi lắc đuôi một nhịp thôi, nhưng hầu hết lắc đuôi quá nhiều chứng tỏ giữ thăng bằng không tốt, hơi thở chưa ổn định, rồi cũng bị co đầu gối nữa. Bạn Emily nè, nhớ bơi giữ thẳng tay phía trước, chừng nào quan sát được hơi thở và động tác của mình mới bơi, để tay sau cũng được. Tôi muốn các bạn bơi người cá căn bản phải đúng với kỹ thuật và chuẩn đến từng động tác cũng như nhịp thở, đầu gối không có bị gập lại. Khi lắc đuôi dồn trọng tâm vào phần eo, nâng cái eo lên. Các bạn học bơi người cá để tìm lại chính mình, trở về với cuộc sống thích nghi dưới nước, nên phải chậm rãi chứ không phải bơi đua. Khi bơi người cá động tác phải đúng và luôn chú ý đến hơi thở thì cơ thể mới giữ thăng bằng ở trong nước được. Bạn người cá vi bơi chậm vậy là được rồi, giống như mấy chú cá bơi dưới nước, bơi tung tăng nhẹ nhàng thôi chứ đâu có bị ai rượt đuổi đâu mà phải bơi nhanh làm gì. Tay bơi phải duỗi thẳng phía trước, dùng tay kéo nước xong phải đưa thẳng về vị trí ban đầu. Hầu như các bạn đều làm sai. Tôi nói chung cho 500 đệ tử người cá học bơi cả năm qua nghe luôn đó, các em đều bị chung một cái khuyết điểm như thế này: kéo tay về rồi không có đưa thẳng lại phía trước. Nhìn thấy lỗi sai của bạn Vi, Emily, Noemi mà sửa cho đúng nha. Khi kéo tay á, là ngẩng mặt lên liền. Hai động tác này song song cùng một lúc. Mà thấy Emily sai rồi đó em. Rồi mấy bạn thở nước 10 lần đi, để ổn định hơi thở. Bây giờ chúng ta sẽ thi lặn cùng nhau ha. Lặn 3 nhịp nha. Lặn xuống, lắc đuôi 3 nhịp, thở nhẹ ra bằng mũi, nâng tay lên, kéo tay ngửa mặt hết hơi vào ha. Rồi 1, 2, 3 hít hơi vào, hướng mũi tay xuống nước để lấy độ sâu, thở nhẹ ra để dễ chìm. Noemi làm được, còn Vi bị co đầu gối vì mới tập tuần trước nên chưa quen lắm. Riêng Emily cái tay bơi còn bị sai, nên qua kỹ thuật lặn lại càng sai. Chưa lấy được độ sâu dưới nước đã rút tay về rồi nổi lên luôn. Động tác chuẩn của phương pháp lặn 3 nhịp đuôi và 1 nhịp thở này là duỗi thẳng tay, lặn xuống nước, lấy độ sâu khoảng 1 mét, nằm duỗi thẳng người ra ngang với mực nước, lắc đuôi 3 nhịp, thở nhẹ ra nhưng vẫn duỗi thẳng tay, mắt vẫn nhìn theo chiều bàn tay và nổi lên mặt nước, kéo tay ngẩng mặt, hít hơi vào cùng một lúc, rồi duỗi thẳng tay chúi xuống nước. Lặp lại các động tác y như cũ, nhưng chú ý ở cái phần lắc đuôi 3 nhịp xong là cái đầu gối là không có được co. 3 nhịp lắc đuôi phải đều, nâng mông lên và lượn sống lưng. Làm đúng động tác này, bạn sẽ cảm thấy rằng nước đang đẩy mình đi chứ không phải mình đang dùng sức để đẩy nước. Cảnh giới này cũng là đỉnh cao của bơi lội mà chỉ có những kình ngư đẳng cấp thế giới mới hiểu được. Thì kỹ thuật này sẽ cho bạn khả năng thích nghi dưới nước giống như cá, nhưng phải làm đúng
từng chi tiết và kết hợp với nhịp thở thì mới cảm nhận nước tốt được. Và một năm qua tôi giúp cho cả ngàn bạn người thường trở thành người cá, và có cả 500 đệ tử đã học lặn theo cách này, online hay trực tiếp đều có đủ, nhưng vẫn chưa thấy bạn nào làm tốt kỹ thuật này. Rất hoan nghênh những bạn ở xa gửi video cho tôi xem có làm đúng không, nhưng khó nhìn lắm các bạn ạ. Mấy bạn phải được tôi rèn luyện thường xuyên, ít nhất mỗi tuần một lần trực tiếp, thì tôi mới có thể giúp bạn hiểu rõ về kỹ thuật lặn này chuẩn nhất có thể. Là trong số các đệ tử người cá của tôi á, chỉ thấy người cá Luna và Mimi làm đúng được vài lần là các em để nước đẩy mình đi. Nhưng mà nếu không tập luyện thường xuyên thì các bạn sẽ mất ngay khả năng làm chủ cơ thể dưới nước, bởi vì ở trên bờ lâu quá thì những kỹ năng dưới nước sẽ mất thôi. Tiên cá mà không ăn chay, không bơi lội thường xuyên trở thành người cá. Người cá mà ở trên bờ lâu quá thì cũng trở thành người thường. Xong, khi mà mình đã hoàn tất rồi mình phải thở nước 10 lần để ổn định hơi thở, chứ đừng có dừng lại. Một, hai, ba. Bây giờ các bạn tiếp tục đến kỹ thuật cuối cùng là lội người cá với 3 nhịp tay, 1 nhịp đuôi. Điều kiện là nổi trên mặt nước, nhưng vẫn phải lắc đuôi không bị co đầu gối nha. Tion thì thấy động tác tay của Emily làm tốt, nhưng Vi lại bị sai vì không có con cá nào mà bơi trong nước quạt tay kiểu như vậy. Các bạn thấy mấy bạn người cá bơi chưa đúng kỹ thuật, nhưng đừng cười nha, vì chưa chắc các bạn bơi tốt hơn các bạn ấy đâu. Nghe Tion nói lỗi sai của các bạn đó mà cố gắng khắc phục cho bản thân. Nếu mà lội người cá được thì bạn sẽ có đôi tay khỏe như vây bơi của cá, cơ thể nhẹ nhàng như loài sứa, dù biển động mạnh cấp mấy cũng không sao cả, bạn vẫn trôi lững lờ trên mặt nước như thế. Tuy không biết bơi thì cũng hồi 6-7 tuổi, mẹ cho thả vô hồ bơi ở Kỳ Đồng thì mình cứ úp mặt xuống nước mình lặn qua lặn lại, nhưng mà không có bơi đúng kỹ thuật, phải đến năm 16 tuổi Tuy mới được học chuyên nghiệp. Rồi bây giờ cũng 32 tuổi, trở thành huấn luyện viên bơi lội được cấp bằng ở Mỹ, chuyên gia lặn biển thế giới của Hiệp hội Body, thầy người cá quốc tế công nhận duy nhất ở Việt Nam BDIC. Phải mất rất nhiều thời gian tập luyện bơi lội hàng năm trời như vậy, thì ba cái kỹ thuật bơi người cá này á, nó chứa đựng bí quyết làm chủ thân tâm ý và tất cả tinh túy của các kiểu bơi, động tác và nhịp thở của yoga, khí công, thiền đều có ở trong này. Chỉ cần nâng cao các trình độ của các động tác và cách thở, bạn sẽ tiến hóa và biến đổi thể chất hoàn toàn, thích nghi với nước và đạt được những khả năng ngoài giới hạn của con người là chắc chắn. Nên mấu chốt của vấn đề là các em phải làm thật là chậm để cảm nhận hơi thở của mình và động tác của mình. Khi các em đã chú tâm vào hơi thở của mình một cách tuyệt đối rồi thì sẽ quên đi nỗi sợ hãi, bỏ được những cái sự tức giận, ích kỷ, tham lam ở trong lòng của mình. Và chỉ cần tập luyện bơi lặn lội người cá đúng 3 cái kiểu này là đã thoát khỏi mọi bệnh tật trên đời rồi. Thấy đơn giản như vậy á, nhưng mà lợi ích mang lại vô cùng to lớn. Bây giờ nhiều người ăn uống rồi không có tập luyện thể thao đúng cách, bệnh ung thư, không có tiền chữa, nhảy sông, nhảy lầu, treo cổ tự tử, chết rất nhiều. Gần đây tôi biết một cô nè, bị bệnh ung thư tới giai đoạn cuối mà di căn á, mà muốn để dành tiền cho gia đình, không có muốn làm khổ con cháu, cổ mới nhảy cầu tự tử á các bạn. Tội ghê luôn. Trong khi cách bơi người cá của Tion có thể chữa tất cả mọi bệnh tật trong cơ thể, thế nên cái kỹ thuật bơi người cá này là món quà Tion không chỉ tặng cho các đệ tử người cá của mình, mà cho tất cả mọi người trên thế giới, để sống khỏe mạnh, thoát khỏi bệnh tật, thấy được tình yêu thương rộng lớn đến tất cả muôn loài, chỉ bằng việc chú tâm vào hơi thở và động tác của mình, đến mức nhất tâm chánh niệm.